Vâng, mình đang đi ăn nha bạn ơi. Bên nhà hàng Bamboo. Nhà hàng Bamboo là nhà hàng mà bằng tre đúng không em? Vâng. Bamboo rất đẹp. Đi ăn cho bụng quá. Ấy trong đây là cái chỗ nào mà hoa nhiều em? Hoa nhiều. Chỗ này là khu sân gôn. Sân gôn. Cái trồng hoa là chỗ nào có vườn hoa không? Nghe nói. Đây là vườn hoa hồng. Vườn hoa đây không? Bên trong này là khu shop house. Shop house. Đang xây dựng. Sau này nó sẽ ra học một phố đêm. Phố đêm cho bác. Rồi. Rồi vườn hoa hồng đây, vườn hoa đây. Đây là vườn hoa chủ yếu của chính của cái Lam Gold đúng không? Dạ. Lam Gold. Đi trong Lam Gold. Bên trong này là khu forest, khu căn một phòng ngủ. Căn một phòng ngủ. Vâng. Mẫu nhà nghiêu. Vâng, mẫu nhà nghiêu. Rồi còn mấy căn ở trên mấy cái các tầng đúng không? Cái nhà forest in the sky. Forest in the sky và biệt thự dưới đất. Nó chỉ khác nhau là biệt thự trên cao và dưới đất thôi. Vâng. Wow. Đấy có căn một phòng ngủ, căn một phòng ngủ và những căn bên hao to. Buổi sáng mà mặt trời nó chưa lên nhìn không đẹp, nhưng mà bây giờ mặt trời lên nhìn nước xanh đẹp quá, nước xanh đẹp quá các bạn ơi. Một lát mình sẽ đi vòng vòng này. Bên tay phải chúng ta là dãy núi Tam Đảo không em? Trước mặt chúng ta kìa. Cái dãy đằng này chạy dọc lên đó là dãy Tam Đảo. Tam Đảo. Mấy đứa bạn của anh đang ở Tam Đảo á, còn anh thì đi rồi nên không có lúc đó. Từ đây lên Tam Đảo mất vào khoảng tầm 40 cây đấy. 40 cây. Cũng nhanh, cực khác nhưng mà cũng nhanh rồi. Chúng ta đang đi đến nhà hàng Bamboo. Bố trí cho mình ở phòng nào nữa nên giờ đi tham khảo hết. Ủa chứ cái lúc ngay chỗ tiếp tân nó có mấy cái tòa nhà đó là cái đó là cái biệt thự trên cao em nói đó hả? Vâng, cái nhà vàng 11 tầng á. Đó nhìn xuống đẹp á, cái view đẹp á. Chỉ khác nhau là dưới mặt đất có thể là chiếc áp ăn BBQ ấy. Tiện lợi hơn. Vâng. Trên đó thì cái khoảng không nhìn xa trông rộng, xa mát mẻ, nhìn hết tầm của toàn cái resort luôn. Nó có cho mình lên đó chơi không ta? Nếu mà căn của nhà mình ở đấy thì mình lên được lên. Đúng không? Còn không được thì không được lên nữa. Mình có thể là lên vườn treo Babylon ở tầng 2. Ở tầng 2 à? Hoặc là lên tầng 10 uống cà phê. Ngắm toàn cảnh cũng hay. Lên đỉnh ấy thì được. Trên đấy là có một cái nhà hàng. Mời ban. Cái nói cho quay chụp hình xuống được không? Chắc chó còn cho chụp hình quay phim đúng không? Dạ vâng, ở trên đấy thì vẫn bình thường ạ. Bình thường. Này rộng quá trình luôn. Đây là nhà hàng Bamboo. Rồi, cái nhà này. Rồi, xin cảm ơn anh nha. Rồi, bây giờ mình đi vào nhà hàng Bamboo. Tới nhà hàng Bamboo rồi các bạn ơi.